Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 3 năm 2022. Như thường lệ giờ phút này chúng ta cùng gặp gỡ và trao truyền chia sẻ cho nhau nghe bộ kinh Địa Tạng. Kỳ này là kỳ thứ 80. Và thưa đại chúng thì đời này nó sáng rực rỡ quá. Cái mùa này là giờ này sáng rực rỡ. Giờ này là 9 giờ sáng. Giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Vì tôi căn cứ cái buổi giảng trên diễn đàn thì chúng tôi lại căn cứ theo cái giờ Việt Nam để cho mấy Phật tử ở quê nhà thuận việc là sau cái giờ cơm chiều quý vị được rảnh rỗi được vào nghe. Vì lẽ đó mà bây giờ là 8 giờ tối, là 20 giờ tối giờ Việt Nam. Còn mùa này thì từ cái tháng 3 này thì cái tuần giữa tháng 3 đó thì tại ở nơi Mỹ, châu Mỹ nó thêm 1 giờ. Đó thì đó những cái điều mà tôi xin thông báo cho đại chúng như vậy. Hôm nay là mình học kỳ thứ 80. Giờ học những cái lời cuối cùng của kinh Địa Tạng. Mà theo lẽ thì bữa nay là tôi cố gắng để kết thúc. Nhưng mà vì quý vị cũng cảm thông là tuần sau thì tôi lại đi xuyên bang, đi bang khác mấy hôm rồi về rồi bắt đầu tôi lại có khách mấy hôm, cứ dài như vậy mà nó cũng là 3 tuần lễ. Thì trong 3 tuần lễ đó thì tôi đi đâu thấy cảnh nào đẹp, cái lời nào hay thì tôi chia sẻ, tôi gửi cho quý vị xem. Rồi mấy cái tuần lễ mà tu tập thì tôi cũng cố gắng là ghi hình lại cho quý vị xem. Cho nên coi như là chúng ta học và ráng cố gắng là bữa nay là thứ ba hả? Rồi thứ năm, thứ bảy đó là hết kinh Địa Tạng. Như là hết kinh Địa Tạng là 82 kỳ thì cố gắng mình kéo dài đó là chơi vậy cho 82 kỳ. Bắt đầu từ thứ ba tuần sau chúng ta nghỉ. Nghỉ 2 tuần lễ rồi bắt đầu chúng ta mới vào học cái bộ kinh mới. Mà nói bộ kinh chứ không phải bộ kinh mà cái bộ thư lục. Lục có nghĩa là lục là soạn lục. Bộ khóa lục của vua Trần. Nhớ chữ lục, có chữ lục đây là lục, là lục của giáo mình nói theo là hỏi mình rầy đứa con mình ấy, mày lục lỗi gì, mày lục, lục cái gì ở trong kho vậy, ở trong nhà vậy. Có nghĩa là tìm kiếm những cái gì đó cần thiết. Cho nên vô trời mới kết thành một tập gọi là khóa hư lục. Thì tôi biết rằng là bữa nay cũng có thể là bữa nay là cái bữa bắt đầu ấm cho là ngày hôm qua, hôm kia, cái bữa chủ nhật là bữa lạnh cuối cùng. Tôi hy vọng nó như vậy. Là nó còn dư âm là ngày hôm qua cũng hơi lạnh lạnh, cho tới sáng này cũng hơi lạnh lạnh, nhưng mà hy vọng là bữa nay là bữa cuối, bữa 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 khởi sự bắt đầu ấm sau cái mùa giá lạnh. Năm nay thì khí hậu nó hơi bất bình thường chút, chứ còn thật chất thì ai cũng nói rằng ở nước Mỹ là ở Cali là tốt nhất.
nhưng mà nó không bằng cái vùng đó chúng tôi đang ở đâu. Không phải chỗ mình ở đâu mà thích thú mình nói như vậy chứ. Bên vùng đất này nó không có ôn tồn như mảnh đất Cali. Vì vùng đất Cali là người Việt mình rất đông, những người Hoa rất đông. Cái vùng đất tôi ở đây là bốn mùa rõ rệt, bốn mùa rõ rệt. Thôi thì tôi gọi là khùng khùng điên điên vậy, đi từ cái vùng đất gọi là bốn mùa rõ rệt để mà ở, để mà người ta nói lạnh thì có biết cái vị lạnh, hè thì biết cái vị hè, thu biết vị mùa thu, xuân biết vị mùa xuân. Rồi 2 tuần nữa đây thì tôi có một cái chuyện, một việc là đi thăm một cái vùng đất gọi là hoa anh đào nở. Thì nó tại thủ đô của nước Mỹ, thì từ đây đến đó nó cách mấy giờ đồng hồ. Không biết là tôi có đi bộ nổi để mà quay cho quý vị xem không. Nhưng bớt nhiều tôi sẽ bước chân lên tới đó để chứng kiến cái cảnh hoa anh đào nở, dầu nở nở rộ hay là nở tàn, bởi vì nó tùy theo cái thời tiết. Giá như là trong cái báo chí, trong cái dự báo á, thì 23 tây này là hoa anh đào nở rộ, nhưng mà vì mấy hôm nay nó có một cái cơn lạnh buốt rồi bão tuyết, cho nên bây giờ hoa anh đào nó búp trở lại thì không biết nó nở rộ lúc nào. Nhưng mà có thể là chúng tôi đi lên sau 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 vài ngày thì yêu cầu mình thấy được cái xác hoa anh đào cũng là vui rồi, chứ có hoa nào nở rồi không tàn đâu. Thật sự ra hoa nở mà nó rụng xác rụng đầy xanh nó đẹp hơn cái hoa đương nở kìa. Cũng như các em học sinh vậy, những tâm hồn thơ ngây mới bước chân vào cái sự yêu đương. Cả tháng 4, tháng 5, tháng 6, mùa phượng đỏ đầy hết trơn, đầy cành hết. Nhưng mà ít ai đặt thơ văn về cái đỏ phượng đỏ trên cành. Nhưng mà đại đa số các em học sinh bước chân vào của tuổi tuổi yêu đương, tuổi dậy thì, tuổi mới lớn, nó có những kỷ niệm. Đó là những cái xác phượng nó rơi ở sân trường. Còn cuộc đời tôi cũng như vậy. Thưa đại chúng, bây giờ còn gì nữa đâu mà thích giống hoa đào đương nở rộ đón xuân. Thực ra tôi chỉ thích rằng mình chỉ thoảng được cái hương đào. Tại vì cái vùng đất tôi ở là cái vùng đất nó gần ở nơi mà người Nhật hồi xưa họ tặng cho nước Mỹ này những cây đào. Vì đã đó mà chuẩn bị 1-2 tuần tới đây thì tôi bận biểu rất nhiều. Rồi các vị cũng đừng nói xong thầy cái gì ông cũng quay hết. Nhiều khi tôi cũng muốn cho những ai ở xa, ở quê nhà hoặc là ở các cái châu lục khác, trong cái thời buổi chiến tranh ở bên Nga rồi Ukraine rồi thời buổi bệnh dịch, cho nên tôi cũng muốn làm cho các vị có cái gì đó, cái gì quên đi, bớt cái lo sợ đi. Mình có kiểu biết xưa nay người ta quan niệm á là giàu giàu có gọi là phú quý, nhưng mà thật sự á, cái người mà giàu có phú quý á, gọi là quý phái á, như thế nào được là người giàu có, người giàu như thế nào gọi là giàu. Người giàu là cái người mà sống không có lo âu, sống không có não sầu, bằng lòng với những cái gì mình đang có thì mới gọi là người phú, người giàu. Còn có những người tiền rừng bạc biển, đùa sống lo âu, sống sợ sệt, sống buồn tẻ,
sống đầy những cái sự chất chứa hận thù. Thế người đó sao gọi là người phú quý được quý vị? Nên có khi được có ham làm giàu, làm giàu bằng vật chất để cho người ta nể mình, không có đâu. Cái người mà sống không lo âu, không não sầu, bằng lòng với những gì mình đang có, người đó mới gọi là người phú. Rồi được, được người khác đến để nhờ vả, và mình sẵn sàng mình giúp đỡ được cho người ta mới gọi là người quý, gọi là phú quý, hay gọi là người quý phái. Có những người giàu tiền họ bỏ đầy hết ra vậy chứ họ không biết cho ai hết trơn, họ không biết làm chút phước thiện nào hết trơn. Thực sự đó chứ chưa phải là người phú quý. Cho nên cái người mà có đạo đức á, gọi là đức giả, đắc giả, nội đắc vô kỷ và ngoại đắc vô nhân á. Cái người mà đức giả, đắc giả đó, là cái người có đức á, thì bên trong á, và nội đắc vô kỷ, bên trong á, họ làm chủ được cái bản thân. Và ngoại đắc vô nhân, có nghĩa là bên ngoài họ được cái lòng người, thì người đó mới gọi là người có đức. Có nhiều người á, được một mặt nào đó thôi thì chưa phải đủ chữ đức. Làm biết bao nhiêu điều để cho người ngoài họ khen, nhưng mà thật sự bên trong mình không có ý đó. Có nhiều người âm thầm làm không biết bao nhiêu việc mà ẩn đi cũng không phải nữa. Nó luôn luôn cần hai mặt, hình thức và nội dung. Thôi bây giờ bắt đầu vào kinh này ha, nói hồi cũng mười mấy phút rồi. Lúc nào tôi cũng lúc đầu tôi cũng nhắc nhở những cái điểm yếu vậy. Hôm nay thì tại vì nó không biết uống cái gì mà nó nóng quá, cho nên nó cái miệng nó lở rồi, nói chuyện nó hơi đớ đớ, cái lưỡi nó bị đau đau. Học tiếp cái đoạn văn này: Địa Tạng, chúng sanh đã cõi Nam Diêm Phù Đề này, cái tâm tánh thì không cố định, không định, đa phần thì quen theo cái điều, làm theo điều ác, thói ác. Dầu có phát chút tâm lành nhưng rồi nó liền thối thất. Nếu như họ gặp ác duyên thì cái duyên ác đó nó lôi kéo làm cho họ tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải phân thân ra làm trăm ngàn ức để quá độ tùy theo căn thạch lánh mà độ thoát chúng sanh. Thì Đức Phật dặn dò là Địa Tạng. Cái gì nhớ cái khúc đầu mình học á, khúc trước tôi nhắc là khúc trước Đức Phật dặn dò là Địa Tạng là chớ để cho chúng sanh đọa vào địa ngục vô gián dầu là một ngày một đêm. Phúc hồ là để cho chúng sanh đọa vào vô gián vĩnh viễn không có ngày ra. Cho nên Đức Phật Thích Ca hôm nay đã nhắc nhở điều đó. Vì vậy hôm nay ngài mới nói tiếp là thật chắc người ta nói vậy thôi, chứ gọi chúng sanh ở Diêm Phù Đề này đa phần là căn tánh hay là trí tánh hay là tâm tánh không định. Chỉ nhớ là trí đây là trí khí, tánh ở đây là tâm tánh. Tất cả cái chúng sanh ở thế giới này, ở Ta Bà này, Nam Thiện Bộ Châu này, dịch ra là kham nhẫn. À, các học trò, các huynh đệ của tôi nhớ, hãy tôi nói những cái danh từ đó là các vị nhớ trong đầu các vị liền vậy đó, đừng có quên. Hãy nhắc tới Nam Thiện Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu, hay là nhắc tới chữ Ta Bà thì trong đầu gì chứ, ồ là kham nhẫn. Kham, ví dụ như bắt đang kham là nóng nổi đó, có nghĩa là có những điều không thể nhịn được, khó nhịn đó. Khó nhịn đây không phải là mình
ngoài cái chuyện mình ta chửi bới, ta công kích, mình đó là nói về cái việc mà nhẫn nhục, còn cái chữ kham nhẫn này, chữ nhẫn này các chị nhớ, thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Học đạo với thầy tài là học vậy đó, học rõ ràng đó, không có mơ mơ hồ hồ. Không phải tôi ham live stream đâu, ngày tôi nói gì tôi cũng live stream, là khi có khi nói rằng nhớ là danh từ đó, khi biết đâu giờ phút đó nhớ lại cái danh từ nào nó hay, mình là con ngựa bất đăng kham, mình là chúng sanh. Tại sao gọi là chúng sanh? Giả chúng dương nhi sanh, cố biết chúng sanh. Giả chúng, giả, giả chúng duyên nhi sanh, cố biết chúng sanh. Thế mình cũng là giả chúng duyên nhi, mà mình hình thành lại là một chúng sanh. Mà chúng sanh đó, thì phần nhiều là có những cái mà nó bất, gọi là nó ham bất tử lắm, nó phóng bất tử lắm, gọi là phóng túng, gọi là buông lung, hay gọi là phóng dật, hay gọi là tâm viên ý mã. Tâm chúng sanh nó vậy, nó là giật 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 giật, chứ không có vị nào gọi là chúng sanh mà không cà giật hết đó. Cà giật. Thế nên mình tu là mình tu là mình bớt cái cà giật. Người nào bớt cà giật nhiều chừng nào là người đó tu hay chừng đó. Chứ còn mà gõ mõ đồng cơ tối ngày, đi chùa tối ngày, mà cà giật quá, giật hơn hồi xưa, gõ mõ đồng cơ hơn hồi xưa đi chùa nữa, thì tu chứ gì ha. Cho nên tu là hàng thuận tâm, lâu nó về cho nó đi ngay con đường thì rồi tôi đừng có cho nó cong quẹo nữa, khổ nhiều rồi đừng có cho nó cong quẹo nữa. Vì vậy mà thầy Thượng Tài suy nghĩ đó, Thượng Tài ăn ngay nói thẳng à, không có cong quẹo nữa. Nó kẹt đó, có một vài Phật tử mới tới thăm mà tôi cũng chào đón rồi nói chuyện rồi với cái tâm tình, chứ còn mà Phật tử càng thân thì tôi càng nói thẳng nói thật. Nhưng mà không có gì ngã mạn mà nói, không có gì lợi dụng mà nói, để cho họ đi ngay con đường, đừng có cong cong quẹo quẹo đi cưa cầu nhằn, đâu cũng sợ lúc đó. Mà mục đích của mình là đến niết bàn Phật, nên là mình tu để đạt đạt cảnh giới của Phật. Mà muốn vượt biển qua bên đạt cảnh giới của Phật thì phải yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la ta, yết đế bồ đề ta bà, phải chân thật đi, chân thật đi, thật là chân thật đi, vậy đó hả. Thành ra ai mà tu hành mà chịu khó chân thật đó thì sớm trở về, mà tu hành mà giả dối gian dối thì cứ trầm lưng đỏ không sao hết trơn. Nói thì buồn thương giận tủi nói vậy thôi, chứ ai muốn đi về Phật giới thì về, ai muốn đọa cứ rề rề đã đọa. Hạ chân thật nhiều chừng nào thì về Phật giới lẹ chừng đó. Mình cứ cong cong quẹo quẹo thì vậy thôi, mình biết vậy rõ ràng vậy thì mình cứ mình chọn đường mình đi, mình thấy có đường nào đó, cho nên mình rút kinh nghiệm ở chỗ đó, nghĩa là chuyển dời cái ý thức. Bữa nay cái miệng nó hơi đau, cái lưỡi nó hơi đau, nói chuyện âm thanh nó không được lớn, quý Phật tử nghe có rõ không? Nghe rõ không? Sáng là một ly bột sáng uống rồi đó. Chắc tại hổm hổm bệnh đó, uống thuốc tây nhiều quá đó, mà nó đồn lại tới bây giờ nó mới nóng trong người,
nó làm ra đau vậy đó mày. Thôi nhưng mà điều có cái đau mình là đau chơi thì thôi, còn người ta đau người ta bệnh người ta nhức người ta đủ thứ chuyện, người ta ngặt nghèo, ôi thời gian là xíu gì, mình bày đặt cái gọi là nhà giàu đứt tay mà đổ ruột vậy. Không giàu có ngay nhưng mà ý mình nói vậy đó, nhà giàu đứt tay bạn mà đổ ruột vậy. Nó còn thật sự ra có đau đớn gì đâu, đau đớn gì đâu, khi mà mình hồi xưa mình từ vô lý kiếp mình đã giết chúng sanh, mình bầm mình chặt mình xé mình nhai mình ngấu sao không đau, mà ngày nay mình đau mình là làng nhé. Nói vậy chứ các chị đừng có buồn nhé, nó có cười thôi chứ, cái mà trái gió trở trời thì nó khó chịu lắm, cười vui chứ nó bực mình sao vậy. Đó, nhưng bây giờ bữa nay là từ ngày mai bắt đầu nó lạnh, nó nóng lên nên là thấy bực mình rồi đó. Mà lạnh quá cũng bực mình mà. Mà ông trời ông ấy không vừa lòng người, đừng nói tiếng người với nhau. Biết vậy, vậy nó vậy, nó vậy, cứ cười tươi nó như vậy chứ nói gì sao hơn được. Nó ráng, cứ mình để mình ráng, ráng, ráng. Cứ mình ráng đi, cứ giờ. Bữa sáng tôi viết cái bài thơ gì ha, sáng tôi viết cái bài thơ gì rồi nói cho nó. Sáng dậy sớm dậy hồi 2 giờ mấy, ngày mấy cái 3 giờ mấy viết cái bài thơ gì đây, coi chơi chơi vui coi. Tôi sợ nói hồi nó buồn ngủ chết á. Sự đời mọi việc phải theo duyên, nếu không thế sự cứ đảo điên, bình tâm khó mấy làm cũng lặng, bôn ba việc dễ cũng gỡ phiền, giữ tâm thanh thản lòng bi mẫn, thoát tục ít tham là cốt tiên, đời người khoảnh khắc như sương mộng, sống phải cho ra bậc thánh hiền. Thay vì có cái bài sống phải cho ra một kiếp người. Tôi nhớ cái bài thơ hồi xưa của cụ Dân Châu là cái bài thơ là bản bản đời đó, sống phải cho ra một kiếp người, đời còn cay nghiệt lại còn rơi, nửa đêm thức giấc hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Của đạo hữu Văn Hường ca đó, trong hai cho ra một kiếp người, đời còn cay nghiệt lại còn rơi, nỗi đêm thức giấc hờn nhân thế, mở miệng thầm than một kiếp người. Bây giờ thì tôi kêu gọi các vị là sống cho ra bậc thánh hiền. Sống cho ra bậc thánh hiền, bởi vì bậc thánh hiền mình đang tu để mình làm thánh hiền, để mình vượt cái kiếp khổ 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 ta bà nữa, khổ ta bà để mình làm bậc thánh hiền. Còn bây giờ kiếp người của mình đó là khổ nhiều rồi, muốn sống cho ra một kiếp người, đời còn cay nghiệt lại còn rơi, nửa đêm thức giấc hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Đó là đời là giấc mơ ảo ảnh, đời là cuồng vọng hay gắm hoa, đời là thiên đường hay địa ngục. Vì để đó mà bây giờ mình phải sống cho ra một kiếp bậc thánh hiền. Cái bài thơ tôi viết vậy đó, cho nên tôi để là thầy tài khùng. Có vị nói phải con được khùng giống thầy cũng mừng lắm. Mình để mình tỉnh làm chi, mình khùng vậy cho nó khỏe, ai tỉnh dành cho họ tỉnh, dành cho họ tỉnh đi. Cho nên đời đời người khoảnh khắc như sương mộng,
xuân mộng, sống phải cho ra bậc thánh hiền. Vì người đời họ có bài thơ là thơ gì quên rồi, nhân sinh đất tế như xuân mộng, ly hợp ly quan tở hí trường. Nhân sinh là người sống, bất tế là trăm tuổi, nhanh như giấc mộng ngày xuân. Nhân sinh bất tế như xuân mộng, ly hợp ly tan tở hí trường. Ly rồi hợp, hợp rồi tan, giống như bức tranh Vân Cẩu. Bây giờ mình cũng biết là đời người, tôi không có nhân sinh được. Bây giờ đời người, nếu bây giờ nói là nhân sinh bất tế thì có người hơn trăm tuổi mà có người không tới 60. Đêm qua tôi ngồi và tôi kiểm tra là những người bạn của tôi cùng tuổi với tôi, cùng đi học chung với tôi, có những người cùng đi tu với tôi, chung tuổi với tôi, vậy mà còn lại không được mấy người hết. Không có tuổi tôi vậy đó mà còn không được mấy người. Người thì bị tai nạn, người thì bị uống rượu, người thì bị chết chìm đủ thứ hết. Cho nên ngồi ngẫm lại, không có được mấy người. Còn của tuổi can mình, tuổi của mình thì không có được mấy người. Cho nên đời người khoảnh khắc như sương mộng, sống phải cho ra bậc thánh hiền. Dưỡng tâm bi mãn lòng, dưỡng tâm là mình bồi bổ, mình nuôi dưỡng cái tâm nó thanh thản, lòng bi mãn, thoát tục ít tham, bậc là cốt tiên. Người tiên là người thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Nhưng giờ thầy hiện tại còn sức khỏe, còn nhớ, cứ vậy nói hoài, nói dài chơi vậy. Hy vọng là cái ngày nào không nói được, ngày đó chết cho sướng. Chứ sống chi mà sống không làm lợi ích cho người, tôi không thích sống đâu. Mà đó là cái lòng hy vọng, chứ còn cái chuyện mà sống chết là thật sự là mình không có lường trước của mình được. Cho nên muốn sống cho ra một kiếp người đời còn cái nghiệp lễ còn rồi. Nửa đêm thức giấc hờn nhân thế. Vì vậy mà Đức Phật nói là biết rõ cái thói hư tật xấu của chúng sanh. Là hờn nhiều quen theo điều ác. Còn nhiều phải che đậy tội lỗi của mình. Không chịu đổi, không hối cải. Mà còn đổ lỗi cho người. Vì vậy mà Đức Phật thấu rõ đến tận xương tủy, biết được những điều tiềm ẩn ở trong tâm của mọi chúng sanh, gọi là trí khí cùng tâm tánh của chúng sanh phần nhiều không có định. Cho nên nếu gặp duyên ác thì cái niệm niệm tăng trưởng. Ác duyên tức là cái duyên bất tịnh, cái duyên không lành. Mà chính ác duyên đó là cái duyên để mà mình đọa lạc, gọi là trầm luân. Nên đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh mà uống nhập mê lưu, tùy sanh tử với phiêu trầm, trục sắc thanh ni tham nhiễm. Đệ tử chúng con vì dời cái tánh trên của chúng con đi, tự nhiên chân tánh, cho nên uống nhập mê lưu. Cho nên vì vậy mà con học hòn cái khúc sông mê. Uống nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Theo cái con đường sanh tử mà phải hợp lên trời, lên hợp xuống. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm, cho nên thập truyền, thập sử, tích thành, hữu lậu, chi nhân. Lục căn lục trần vọng tác với biết cái tội. Như vậy là không ai làm tội mình, chỉ mình bị sinh tử nó đánh phập phòn, cho nên mình tiếp tục mình tạo những cái ác duyên.
cho nên rồi mình đọa lạc. Hay không? Học vậy mà ở ta chịu học, ổn quá. Học hay vậy mà ở ta chịu học. Đức Phật Thích Ca nói, vì thế cho nên ta phải phân thân ra làm trăm ngàn ức để hóa độ chúng sanh khó độ. Dầu hiện có phát thiện tâm đi nữa thì cũng chỉ trong khoảnh khắc thì lại thối thất. Nếu gặp ác duyên thì tâm ác càng lúc càng tăng trưởng. Cho nên Phật Thích Ca phải phân chia thân hình ta dùng trăm ngàn vạn ức pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ, khiến cho họ đều được rời khỏi cái khổ mà được an vui. Phân thân còn Thích Ca, còn chứ phân thân vậy thì mình có gặp Phật không? Dạ thưa có. Mà tại sao mình không hay không biết. Thí dụ như mỗi lần quý vị muốn làm ác, quý vị muốn cầm dao để giết một con vật nào đó, quý vị nói, mình đã quy Phật rồi, mình đã hứa với Phật rồi là mình không có cướp của giết người cho tới các con vật lớn. Mình dừng lại, mình không giết nữa. Thì như vậy mình đã nghe phân thân Phật Thích Ca rồi đó. Thế là bây giờ lỡ mình thấy cái cô gái nào đẹp, mình so lại với cái người vợ ở nhà ở mình xấu quá, già xấu quá, mình định xách xe mình dí theo, mình làm quen, mình nói ồ Phật đã dạy mình rồi, thứ nhất là không được tà dâm, thứ nhất là biết đâu cô này có chồng mà chồng cổ ghen lắm, rồi mình gặp nó quýnh mình sao, rồi hoặc là mình vô tình mình làm quen rủi cổ bỏ chồng bỏ con của ta trở hạnh phúc, thì mình mang cái tội ác dâm tà dâm sao, đau khổ sao, mình suy nghĩ mình quán chiếu mình phản hồi, mình không có làm cho điều sằng bậy nữa. Như vậy là mình đã gặp phân thân Phật Thích Ca rồi đó. Giờ mình quy y đó, mình phát nguyện đó, mình giữ cái lòng phái đó, mà mình nhớ được năm giới đó, đã gặp được phân thân Phật Thích Ca rồi đó. Hay chưa? Học đạo học vậy mới đã biết không? Này Địa Tạng, ta nay ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà trồng chút căn lành, chừng mà một sợi lông, một hộp cải, một hộp cát, một giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực phổ hộ người đó, dù cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thoái thác. Một cái ân cần dặn bảo phó thác cái người Di Lặc của chân người Địa Tạng giữ tâm chúng sanh, nói cái tâm địa mình, giữ cái tâm mình, tâm mình là đang trên cái đà làm trời người, là chủ mà gửi gắm. Ngài Địa Tạng gửi gắm cho tâm địa, gửi gắm cái tâm viên ý mã để cho tâm địa nó được dòm ngó trông coi. Lại nữa, này Địa Tạng, ta lại bảo thêm cho ông rõ một đôi điều nữa. Trong đời vị lai, hoặc trời hoặc người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, hoặc đọa lạc hoặc ác đạo, luôn sắp bị ác đạo, hoặc vừa lớn ngưỡng cửa. Là lúc đó vừa đổi các gì tự nhiên tôi lộn cái đoạn này rồi ha, cho tôi lấy cái bản chánh văn mới được, bởi vì cái hai cái sao mà trong đời sau cho có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút bách căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mãi trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập để họ lần lần đạt hạnh vô thượng, chớ để cho họ thoái thác.
Lại về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời xa hoặc có trời hay người nào có theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào trúc ác đạo, đến khi đọa lạc vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục thì những chúng sanh đó đều có thể niệm đặng danh hiệu của Phật hay của Bồ Tát cùng chung một câu một kệ kinh điển Đại Thừa. Thì ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt cho các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên là nghĩa trơ mà nói kể rằng đời nay đời sau chúng nhân thiên ta nay anh cần dặn bảo ông dùng lực thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Đó là cái văn của sư ông Vạn Đức dịch như vậy. Ta nay anh cần dặn bảo ông, ông bảo phải quyền độ chúng nhân thiên, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cố xin Đức Thế Tôn chớ mà có lo. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam hoặc thiện nữ nào đối với trong Phật pháp mà có niệm lành cung kính, con cũng dùng 100.000 phương trước để độ thoát người đó, làm cho họ mau được chứng quả giải thoát được sanh tử. Huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành thì sẽ được tự nhiên ở nơi đạo vô thường vĩnh viễn của mình, vĩnh viễn được không hề thoái chuyển. Cái đoạn này nó còn xét đi xét lại nhiều cái ý, cho nên tôi xin phép ngưng ngăn đây để dành cho kỳ tiếp theo. Thời gian kinh là không có hao kinh kéo dài cho không có hao kinh. Hai kỳ nữa nói chứ ráng hai kỳ nữa là mình kết thúc bộ kinh Địa Tạng thôi. Thấy ngoài trời nắng đẹp quá, cái lòng nó thanh thản nên xin tới đây nghỉ.